Hoàng Quân và Hải Bình xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ đời sống và giải trí. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tuần tới. Một nguồn tin thân cận với chính quyền Washington vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12 cho biết đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ lên tiếng thừa nhận vùng thánh địa Jerusalem và thủ đô của Israel vào tuần tới. Theo các chuyên gia thì hành động này của Donald Trump sẽ gây ra nhiều mối căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine tới nay vẫn chưa mang lại kết quả, mặc dù có nhiều xác suất ông Donald Trump sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, nhưng chính phủ của ông vẫn chưa thể hoàn thành ý định rời tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tel Aviv sang Jerusalem. Hiện tại thì chính phủ Palestine đang muốn dùng Jerusalem là thủ đô của họ trong tương lai sắp tới, và cộng đồng quốc tế cũng không chịu công nhận vùng thánh địa này thuộc quyền sở hữu của Israel. Thưa quý vị, chính quyền liên bang theo sát một thùng thuốc giảm đau fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các nhân viên điều tra liên bang Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12 cho biết họ đã bắt giữ được hai nghi phạm bị cáo buộc tội danh phân phối thuốc giảm đau bất hợp pháp fentanyl có xuất xứ từ Trung Quốc. Các đương sự Michael Lawrence và Daniel Jones đã bị bắt tại thành phố Youngstown thuộc tiểu bang Ohio. Vụ bó ráp diễn ra khi Lawrence và Jones đang chuẩn bị gửi thùng thuốc fentanyl tới một thành phố khác. Bên trong thùng hàng có chứa 270 g chất fentanyl đủ để cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Số liệu mới nhất của chính phủ cho thấy rằng các trường hợp tử vong do dùng thuốc giảm đau quá liều hiện nay vẫn tiếp tục leo thang, bất chấp những nỗ lực để ngăn chặn việc sử dụng các loại thuốc giảm đau có chứa chất opioids. Chính phủ cho biết hầu hết những loại thuốc giảm đau như fentanyl lưu hành trên toàn quốc đều được nhập hoặc tuồn lậu từ Trung Quốc. Đối với những người không rành về thuốc này, thưa quý vị, fentanyl có dược tính cao hơn 50 lần so với thuốc heroin thông thường và mạnh hơn 100 lần so với thuốc giảm đau morphine. Hãng hàng không American Airlines không cho phép hành khách mang theo vali thông minh. Thưa quý vị, nếu như ai trong chúng ta đang sở hữu một chiếc vali được trang bị theo thiết bị sạc pin, thì quý vị sẽ không thể mang chiếc vali thông minh này lên các chuyến bay của hãng hàng không American Airlines, trừ khi cục pin có thể dễ dàng dỡ bỏ. Bắt đầu vào năm tới thì hành khách sẽ không được check-in những chiếc túi hành lý thông minh cho tới khi họ dỡ bỏ viên pin lithium ion. Đây là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới không cho hành khách mang theo vali có tính năng sạc pin, hay còn gọi là smart luggage, vì những loại pin lithium ion sẽ gây ra nguy cơ hỏa hoạn trên máy bay. Và lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng Giêng năm 2018. Thưa quý vị, một người phụ nữ bị buộc tội chế biến chất độc resin bên trong một trung tâm nghỉ hưu ở tiểu bang Vermont. Một người phụ nữ cư dân tiểu bang Vermont hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối liên quan tới pháp lý sau khi bị phát giác thử nghiệm chất độc resin do đích thân bà ta tự chế lên người của những người bạn cùng phòng bên trong một trung tâm nghỉ hưu vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12. Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án, nghi phạm tên Barry Miller đã bị truy tố tội danh hình sự vì luật pháp Hoa Kỳ không cho phép bất cứ ai tàn trữ vũ khí sinh học. Vụ việc đã xảy ra tại trung tâm nghỉ hưu Wake Robin ở thành phố Sherburn thuộc tiểu bang Vermont. Các công tố viên liên bang vào hôm thứ Sáu đã kêu gọi tòa án không cho phép đương sự đóng tiền bảo lãnh tại ngoại, vì bà được xem là một mối nguy hiểm của cộng đồng và là mối đe dọa với những nhân chứng từng đứng ra chỉ bà ta. Sau một thời gian nghiên cứu, Barry Miller đã dùng hạt của dầu castor để chế chất độc resin. Để kiểm tra chất độc tính của nó, đương sự đã rắc độc vào thức ăn của những người bạn cùng phòng. Thưa quý vị, may mắn là không có ai bị thương. Và nối tiếp là phần tin đời sống. Thưa quý vị, hội chợ Giáng sinh truyền thống chính thức mở cửa chào đón công chúng tại thành phố Nuremberg của Đức Quốc. Phiên chợ Giáng sinh Nuremberg Christmas Market, một trong những sự kiện truyền thống được nhiều người trông đợi nhất trong năm ở Âu Châu, đã mở cửa chào đón công chúng vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12 trong tình trạng an ninh được thắt chặt trước sự mong đợi của nhiều người dân bản xứ và du khách từ khắp nơi tới thăm. Hội chợ Giáng sinh nổi tiếng do các giới chức tiểu bang Bavaria tổ chức đã được một thiếu nữ xinh đẹp cải trang thành thiên thần để khai mạc bằng một bài thơ truyền thống ngay trên ban công của giáo đường Church of Our Lady, tọa lạc tại trung tâm thành phố Nuremberg, nhằm mục đích báo hiệu mùa lễ Giáng sinh đã về. Hội chợ Giáng sinh Nuremberg hàng năm đều thu hút hàng chục ngàn người tới từ khắp nơi tới thăm. Tại đây thì các du khách sẽ được thưởng thức các món ăn và thức uống truyền thống của người Đức nói chung và tiểu bang Bavaria nói riêng. Phiên chợ sẽ chính thức bế mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị, bản tin cho hay hoàng tử Gabriel của Thụy Điển được rửa tội. Hoàng tử Gabriel
tức con trai của hoàng tử Carl Philip và công chúa Sophia của Thụy Điển, đã vừa được rửa tội tại một giáo đường bên trong cung điện Drottningholm Palace vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12. Cậu bé Gabriel Carl Walther, người có niên hiệu đó là hoàng tử Gabriel, đã được hạ sinh vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Cậu bé ngoài ra còn được phong chức công tước xứ Dalarna. Hoàng tử Gabriel có một người anh trai, tức hoàng tử Alexander, từng được hạ sinh vào tháng 4 năm 2016. Buổi lễ rửa tội của hoàng tử Gabriel diễn ra kín đáo hơn so với lễ rửa tội vào năm 2012 của công chúa Estelle của hoàng gia Thụy Điển. Và năm đó có rất nhiều thành viên trong gia đình hoàng tộc ở Âu Châu đến dự. Hoàng tử Gabriel sẽ có 5 cha mẹ đỡ đầu, trong đó bao gồm cô của cậu bé, tức công chúa Madeleine. Nhiều chiếc đèn lồng đủ màu sắc được thắp sáng bên trong sở thú ở thủ đô Belgium của Bỉ Quốc. Thưa vị, thảo cầm viên Ambridge nổi tiếng tọa lạc tại thủ đô Belgium của Bỉ Quốc đã vừa được biến thành một thế giới ánh sáng tuyệt đẹp vào tối thứ Sáu ngày 1 tháng 12, sau khi có tới hàng trăm chiếc lồng đèn của Trung Hoa được thắp sáng để đánh dấu mùa lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu. Lễ hội ánh sáng Candlelight Festival đã tới với thủ đô Belgium từ năm 2014. Vào mỗi năm thì các nghệ nhân người Trung Hoa thường cho ra đời nhiều chiếc đèn lồng mang hình thù muôn hoa muôn thú để giúp cho bầu không khí trở nên sôi động hơn. Khi màn đêm buông xuống thì các du khách tới thăm sẽ được dịp đi tản bộ xung quanh sở thú để chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng. Cảnh tượng này sẽ kéo dài cho tới hết ngày 14 tháng Giêng năm sau. Chuyển sang phần tin giải trí. Thưa quý vị, nam tài tử Chris Pratt và vợ nộp đơn xin ly dị. Trên chương truyền hình giải trí ET cho hay nam tài tử Chris Pratt là người đóng vai chính trong bộ phim Jurassic World và người vợ là nữ diễn viên Anna Faris trong cùng ngày 1 tháng 12 đã cùng nộp đơn xin ly dị lẫn nhau sau 8 năm thành hôn. Trong đơn, hai người cho biết họ đã sống ly thân từ 4 tháng nay nhưng vẫn còn thân thiện với nhau. Cả hai cùng đòi quyền nuôi đứa con trai chung 5 tuổi tên là Jack và giữ quyền yêu cầu đối phương trợ cấp sau khi ly dị. Khi trả lời phỏng vấn cho chương trình ET, cả Chris Pratt lẫn Anna Faris đều không ngần ngại bày tỏ họ vẫn còn quan tâm tới nhau và vẫn liên lạc với nhau một cách vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi ly thân với Chris Pratt, thì Anna Faris đã hẹn hò tình cảm với nhà quay phim Michael Barrett. Thưa quý vị, hoàng tử Harry và vị hôn thê lần đầu tiên làm nhiệm vụ của hoàng gia. Vào ngày 1 tháng 12, hoàng tử Harry của Anh đã cùng với vị hôn thê vừa mới đính hôn là nữ diễn viên Meghan Markle làm nhiệm vụ do hoàng gia chính thức giao cho lần đầu tiên. Hai người đã tới thăm một trường học ở thành phố Nottingham và gặp gỡ hiệu trưởng của các trường học trong vùng để nghe thông báo về các hoạt động của trường, từ chương trình từ thiện có tên là Full Effect do hoàng tử William và vợ là công nương Kate cùng với hoàng tử Harry sáng lập ra. Mục đích là để ngăn ngừa trẻ em bị lôi cuốn vào bạo lực. Phát ngôn viên của hoàng tử Harry cho biết là cô Meghan Markle từ trước tới nay đã tham gia một số hoạt động từ thiện như là phong trào bảo vệ nữ quyền của Liên Hiệp Quốc, nhưng sau khi thành hôn với hoàng tử Harry sẽ phải từ bỏ các hoạt động riêng này. Cô Markle và hoàng tử Harry sẽ làm lễ thành hôn vào tháng 5 năm 2018 tại giáo đường St. George's ở lâu đài Windsor, là nơi cư ngụ của nhiều vị vua và nữ hoàng Anh trong suốt 1.000 năm qua. Thưa quý vị, tên của nữ ca sĩ Rihanna được đặt cho một con đường tại Barbados. Vào ngày 30 tháng 11, một con đường ở thủ đô Bricktown của đảo quốc Barbados đã được đổi tên thành đường Rihanna Drive, dựa theo tên của nữ ca sĩ 29 tuổi Rihanna. Đây cũng là con đường có ngôi nhà mà ca sĩ Rihanna đã sống khi còn nhỏ. Ca sĩ Rihanna đã rất hãnh diện tới dự buổi lễ đổi tên ở Barbados và sau đó còn đăng hình lên Twitter chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Cô còn viết một bài rất cảm động để kể lại những kỷ niệm của cô với gia đình và những người láng giềng khi cô sống tại ngôi nhà nhỏ trên con đường này lúc nhỏ. Chính quyền Barbados cũng rất hãnh diện vì những thành tích mà nữ ca sĩ Rihanna đã đạt được, vừa là một ca sĩ nổi tiếng từng đoạt giải Grammy, vừa là một diễn viên điện ảnh, vừa là chủ các nhãn hiệu thời trang và đồ trang sức có tiếng. Từ tháng trước, chính quyền Barbados đã thông báo sẽ đổi tên một con đường theo tên của nữ ca sĩ Rihanna để tỏ lòng yêu mến và tôn vinh cô. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức News at Night. Hải Bình cũng như Hoàng Quân xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo. Và xin kính chúc quý vị một đêm thật ngon giấc.